gửi lời chào thân mến tới tất cả các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của trang web OLM. Các con đã thực hành đọc và tìm hiểu văn bản Hai Bà Trưng. Kế tiếp, chúng mình vẫn tiếp tục bài học này với nhiệm vụ nói và nghe. Các con sẽ dựa vào các bức tranh để thực hành nói và nghe đối với câu chuyện Hai Bà Trưng. Trên màn hình là 4 hình ảnh được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Những bức tranh này minh họa cho câu chuyện Hai Bà Trưng. Các con thân mến, đầu tiên chúng mình hãy nói giúp cô nêu sự việc trong từng tranh. Chúng ta có thể nhận ra bức tranh đầu tiên, người cầm roi quất vào dân chúng với một thái độ rất hống hách, ngang ngược. Đây chính là Tô Định, tướng giặc. Chúng ta có sự việc đầu tiên trong bức tranh thứ nhất, giặc đô hộ nước ta chém giết, đánh đập dân lành. Đến bức tranh thứ hai, chúng mình nhìn thấy hai người con gái, đó là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Xung quanh là dân chúng. Trưng Trắc, Trưng Nhị đang luyện tập võ nghệ, rèn kiếm, rèn cung. Chúng mình có sự kiện thứ hai, đó chính là Hai Bà Trưng cùng nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ. Đến bức tranh thứ ba, hình ảnh vẽ Trưng Trắc và Trưng Nhị cùng đoàn quân với cờ khởi nghĩa. Trưng Trắc, Trưng Nhị thì cưỡi voi kéo theo đoàn quân đánh đuổi quân giặc. Tướng giặc là Tô Định ôm đầu chạy về nước. Bức tranh số 3 có sự việc Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận, quân ta hừng hực khí thế, quân giặc sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đến bức tranh số 4, Trưng Trắc, Trưng Nhị cưỡi voi trở về trong sự vui mừng của dân chúng. Chúng ta có sự việc Hai Bà Trưng thắng trận trở về trong tiếng reo hò mừng chiến thắng. Như vậy, chúng mình có được sự việc trong từng bức tranh từ 1 đến 4. Bây giờ, dựa vào những sự việc đã xác định được, các con có nhiệm vụ kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Chúng ta đã được học bài tập đọc Hai Bà Trưng. Dựa vào những hình ảnh minh họa và các sự việc tương ứng này, các con sẽ kể lại từng đoạn của câu chuyện theo những bức tranh này. Đầu tiên, đến với bức tranh thứ nhất, con sẽ kể lại đoạn 1 của câu chuyện Hai Bà Trưng thế nào? Hãy hoàn thành trong câu hỏi sau đây. Đoạn 1 của câu chuyện Hai Bà Trưng tương ứng với bức tranh số 1, các con có thể kể. Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng. Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Tiếp đến bức tranh số 2 với sự kiện là hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị cùng toàn thể nhân dân nghĩa quân tập luyện võ nghệ. Các con sẽ kể lại đoạn chuyện này như thế nào? Hãy cùng hoàn thành trong câu hỏi sau đây. Các con thực hành rất chính xác. Chúng ta có thể kể đoạn chuyện này. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non sông. Hai Bà Trưng cùng nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ. Và bức tranh số 3 cho chúng ta thấy khí thế, khung cảnh của đoàn quân ra trận với sự thất bại của kẻ thù. Các con cũng sẽ hoàn thành lời kể của đoạn chuyện này nhé. Chúng mình kể được, chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy bèn lập mưu giết chết Thi Sách. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa để trả nợ nước, đền thù nhà. Nghĩa quân đi đến đâu, giặc tan đến đó. Cuối cùng hai bà tiến về giải phóng thành Luy Lâu. Tướng giặc Tô Định tháo chạy về nước. Và kết thúc câu chuyện này, bức tranh số 4 là cảnh Hai Bà Trưng trở về trong sự cổ vũ reo hò của dân chúng. Các con có thể kể thế nào? Hãy cùng hoàn thành. Kết thúc câu chuyện, con có thể kể đất nước ta sạch bóng quân thù, Hai Bà Trưng thắng trận trở về trong tiếng reo hò mừng chiến thắng. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà. Các con thân mến, vậy là chúng mình đã thực hành nhiệm vụ nói và nghe đối với câu chuyện Hai Bà Trưng. Các con có thể dựa vào những bức tranh này với từng sự việc trong từng tranh để kể lại từng đoạn của câu chuyện. Hãy kể thật lưu loát, thật hay để kể cho người thân hoặc bạn bè của con về câu chuyện này các con nhé. Video bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo trên trang web OLM các con nhé.